đang diễn này, đang diễn yếu. Nè, anh chơi em. Qua đây, qua nè. Quay từ qua đây. Ừ, đó, anh thấy chưa? Đố em đây là cái gì? Em có một cái que, đố em đây là cái gì? Cái chấm. Cái chấm mà màu gì? Đen. Em thấy nó giống gì không? À, trứng gà. Đúng rồi, trứng gà bách thảo phải không? Bách thảo đó. Giờ anh đang có một cái chấm ha. Đây một cái nữa. Bây giờ mình biết, mình muốn biết nó là cái gì. Vậy đúng rồi, nó là một cái trứng đó ha, hai cái trứng. Nhưng mà mình biết cái trứng con gì thì mình phải đọc ra mới biết đúng không em? Đúng không? Đọc ra cái nè. Con gì đây? Con vọt. Con dế. Rõ em rõ coi. Con gì đây? Con dế. Đúng rồi. Bên đây vẫn còn cái trứng ha. Bên đây ra con dế rồi. Bây giờ mình đọc này luôn nha. 1, 2, 3. Con dế, thấy chưa? Thấy không? Dế. Rồi. Thấy không? Bên đây mình có một con. Đây có một con. Là hai con. Bây giờ anh cho nó chỉ về cái trứng nè nha. Lắc cái này. Về cái trứng. Oh my god. Rồi ha. Bên đây vẫn còn con dế đúng không? Em lắc cho anh đi. Cầm chặt lên. Lắc y chang nhanh vậy đó. Rồi.